Lô lô. Lô anh em nha. Trời ơi, gì ghê vậy? Raven set ghê vậy. Bên kia chơi máu hơn thua, bích cặp mạnh vậy, bích cặp gắt vậy. Mới tập trung, mới tập trung. Ủa, kè này đứng này mình chết rồi. Mới tập trung, mới tập trung. Mấy kè này không đẩy nha, mấy kè đẩy chết á. Rồi, lát luôn rồi. Rồi vậy. Rồi vậy. Biết chơi quá vậy. Kê kê kê, rồi làm gì được tôi đâu. Ủa, sup. Ok, hay sao? Có ai chưa, có ai chơi sub bình nữa anh sub ơi. Rồi, tầm này chắc có ai à. Đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi. Ôi, ông đầy máu, Raven còn nửa cao không? Không, ừ đúng rồi, bay ra đánh nó. Bờ ke lên chích nó, sợ gì? Đánh nó đi cho nó biết. Né e nè, ây da. Ôi chạy 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 chạy. Đánh đi cho nó biết. Đọc gì mấy cái này nó bình thường. Anh em chơi tập chơi game tập chơi game nhiều quá xong tập trung là biết nó sắp làm gì à. Tập trung là biết. Lúc ngồi chơi giỡn mới không biết à. Biết nó còn tao bi không con. Tại cái đẩy ta. Tại cái đẩy chi ta. À tại phải đẩy chứ rồi. Nó không nghĩ chết luôn á. Dở. Trời ơi. Ồ, con gừng nữa chứ boss nó cặp đó boss nó chết. Trời bay ra ông nữa. Còn thái tướng hả? Thái tướng hả? Thầy tướng chắc luôn. Trời đất ơi. Không biết nói gì luôn. Giỡn, 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 giỡn. Dễ giết quá. Dễ giết đơ quá ha. Dạ. Trời. Ừ, may quá. Tự nhiên quên nấp tên. May quá nó chơi đứa khác. May quá nó chơi đứa khác không phải chơi mình. Ủa sao Yumi về? Ủa? Giỡn hả Yumi? Sao vậy? Sao vậy? Sập đứng trong bụi, sập đứng trong bụi. Dụ mình, nó dụ mình. Gờ đâu, gờ đâu, gờ đâu. Ây da, sập ơi. Trời ơi, sập bị đúng. Đúng tự làm tự găng luôn á. Sập. Trời. Hả? Bớt 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 bớt. Ở đây chim mồi, ở đây chim mồi. Chim mồi cho tim ăn.
Lậu xanh nó tưởng mỗi nóc tên thôi, đâu gan xét với Akali đứng trong bụi sẵn nữa. Đông cái bên kia nó hack não à, nó biết mình đi đi đâu à, đứng cam sẵn chứ. Hack thì rồi đâu trời, nó cái team bên kia nó bị gì vậy, nó bị gì á ở bên kia cái chơi kìa. Chơi vậy sao win vãi, lên nữa chưa đẩy nó chạy mấy năm thằng thôi. Chạy năm thằng thì đỡ xin gì vậy ta, nghe sao chim mồi dữ vậy ấy thật. Bên kia chơi game anh em đúng tình nghĩa anh em luôn, đi chung không chơi lớn vậy, chơi lớn trên đây để có được cover, chơi đây tiếp dính nè. Đồ đứng là cam luôn kìa, lậm hai giây họ bỏ đi gì vậy, ở trên thấp luôn. Thôi kia solo Baron luôn à. Cả solo Baron để nó thể hiện sức mạnh đi. Baron quýnh này nó không hút máu luôn kìa. Sao không cứu tôi, ông không có thấy gì đâu, cứu nó hù à, nó gờ có thấy gì đâu. Nó gỡ xong mất tiêu luôn, thấy gì đâu mà cứu. Có lúc trong vắng đắng cay trong cuộc đời, anh vui cười lên em hỡi, khóc thay cái em ơi. Nếu mà bây giờ Yagi là sát thủ hay là nóc tên là sát thủ hả? Ai là sát thủ? Khùng à, lát này xua à. Hàng gì lao lên như thiệt ấy. Thì ra đầu hàng, tự lát lên chọn cái chết chứ.